cuối chặng hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn về với thành phố cảng Hải Phòng. Đây là một mảnh đất giàu cá tính. Về đây, ai cũng muốn ghé thăm để được uống một ly trà cúc có hương vị thơm, ngọt, giải nhiệt và cùng ngắm những cánh hoa phượng đỏ rực trong những ngày hè oi ả. Hải Phòng còn là mảnh đất của chọi châu Đồ Sơn, hát đúng ở Thủy Nguyên, vân vân. Mình về phố biển hôm nay, tiếng ve gọi bạn thêm say lòng người. Đỏ trời sắc vườn khoe tươi, phố phường tấp nập nụ cười hân hoan. Quê tôi đẹp đi lắm, hay đẹp đi lắm người ơi, Hải Phòng. Chèo Hải Phòng quê tôi do các soạn giả Hoàng Dư và Nguyễn Dung viết lời theo điệu Lưới Lơ, top nam nữ trình bày đã là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình hôm nay.